quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đây là bản tin dự báo thời tiết cùng với đài trình IBC TV. Mở đầu mình đang xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Trong ngày Chủ nhật hôm nay, trời âm u mây mù cho ngày và đêm hôm nay tại vùng mở đầu Lido Sài Gòn. Nhiệt độ có phần giảm nhẹ hơn nhưng không đáng kể so với ngày hôm qua, với nhiệt độ cao nhất vào ban ngày 66 độ, nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày hôm nay 54 độ. Mặt trời sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 25 phút và lặn vào lúc 5 giờ 45 phút chiều tối. Đông trung bình khá cao từ 69% vào ban ngày, tăng nhẹ lên đến 81% cho buổi tối ngày hôm nay. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển với cường độ 8 dặm một giờ từ hướng nam tây nam vào ban ngày. Chiều tối ngày hôm nay sức gió thay đổi từ hướng đông 3 dặm một giờ và chỉ số tia tử ngoại vẫn giữ ở mức vào khoảng 3/11. Điểm qua thời tiết cho ngày mai, ngày đầu tuần tại vùng Lido Sài Gòn, nhiệt có phần giảm nhẹ hơn trong ngày mai. Thời tiết âm u và ẩm ướt trong ngày đầu tuần với trời có 70% cơ hội có mưa trong ngày mai. Nhiệt độ cao nhất cho ngày mai 63 độ cho ban ngày, 54 độ cho ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai với cường độ từ 8 cho tới 9 dặm một giờ từ hướng nam vào ban ngày, tây nam vào ban đêm. Và mặt trời ngày mai sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 24 phút. Sau đây xin kính mời quý vị đến với thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Chúng tôi kính chúc cho quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều sức khỏe và vô lượng an lạc.